Em Lê Quang Duy là hạng nhất. Em Huỳnh Minh Trị là hạng nhì. Em Bùi Minh Tuấn là hạng ba. Rồi, trời ơi, đeo hai cái luôn. Rồi. À, xin mời anh Phạm Ngọc Khuyên, bóng đốc nhận gì tiếp tục chúng ta lên trao giải cho 100m ít nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, sau đây tôi xin thông qua cự ly 50m bướm.